And now we have a hotline from Nguyệt Ánh in Âu Lạc, also known as Vietnam. Kính thưa sư phụ Thanh Hải, con được thọ pháp vào pháp môn Quán Âm của ngài từ ngày 9 tháng 5 năm 1993. Trong quá trình tu học, con luôn được sư phụ chăm sóc và dạy dỗ mỗi ngày bên trong cũng như bên ngoài, nên con luôn có niềm tin vững vàng về Thượng Đế, sư phụ và các vị minh sư quá khứ và lòng tri ân, cảm tạ, yêu thương, ca ngợi các ngài qua thơ ca. Các ngài đã cho con nhiều cảm hứng để sáng tác thơ nhạc, ca ngợi tình thương và sự hy sinh của các ngài cho mọi chúng sinh trên tinh cầu này. Từ khi theo tu học với sư phụ, con có vô số thể nghiệm bên trong và bên ngoài không thể nói hết. Và con biết rằng Thượng Đế luôn yêu thương, chăm sóc và điều hành muôn việc trong đời sống chúng ta. Nhưng do chúng ta chưa nhận biết Thượng Đế và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và muôn loài mà thôi. Con xin chia sẻ một thể nghiệm nhỏ sau đây. Từ lâu rồi, khi mới đăng ký để được thọ pháp vào pháp môn Quán Âm, con thường thắc mắc tại sao sư phụ là một người nữ cũng giống như mình, cũng làm mọi việc trong đời sống này như mọi người. Nhưng sao Ngài lại có năng lực kỳ lạ đến thế? Là khi có vấn đề gì mình cầu nguyện với Ngài đều được đáp lời, những điều mình mong muốn và thắc mắc đều được thỏa mãn. Con thấy rằng sư phụ luôn chăm sóc và dạy dỗ con mỗi ngày, bên trong và cả bên ngoài, để con biết và ấn chứng rằng những gì Ngài nói và làm đều theo đúng chân lý mà Ngài đã dạy dỗ chúng con thông qua pháp môn Quán Âm. Ngài luôn ấn chứng và giải quyết mọi vấn đề của chúng con qua pháp thiền Quán Âm. Trong lúc thiền Quán Âm, con hỏi thiên đàng, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư là ai? Tại sao là một phụ nữ như mình mà khi cần việc gì cầu nguyện với Ngài đều thấy linh ứng như cầu với Phật Bà Quán Âm và Chúa Giê-xu vậy? Thì con thấy xuất hiện hóa thân Chúa Giê-xu mặc bộ y phục màu trắng, đứng bên phải Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và Phật Di Lặc mặc y phục màu vàng đứng bên trái Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Lúc đó trong tâm con biết rằng Chúa Giê-xu, Phật Di Lặc cũng chính là hóa thân của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thể nghiệm này con sáng tỏ và biết rằng chân lý chỉ là một mà thôi. Các vị minh sư chỉ vì độ chúng sanh mà hóa thân thành nhiều hình tướng khác nhau để phù hợp với từng loại đệ tử. Nguyệt Ánh từ Âu Lạc, Việt Nam. Cherishing Nguyệt Ánh, our appreciation for sharing the insights you've gained through practicing the Kuan Yin method of meditation. Our noble master replies to you with these wise words. Dedicated Nguyệt Ánh, with much love, thank you for your devotion and support. The answers to all our questions are inside. We only need to focus inward and ask. Remember to praise and thank God throughout the day when you have a moment and ask those in your circle to do so as well. May you and favorable Âu Lạc, also known as Việt Nam, know heaven's bounty in a gentle vegan world. We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.